tâm năm nào cũng có đó, nó chú lá không biết chú với chụp hình đâu vậy hả tâm. Nói chứ nó thêm bớt ra chứ đâu mà giữ lại ai đâu mà cái lá dông mà bán 100 triệu đồ. Dạ đúng rồi chứ. 3 triệu rưỡi mà 1 ngàn lá hả? Là tức là 300 rưỡi 100 lá. Cái bà kia là bà bán 100 triệu thì nó trồng cả hectare vậy thì thiệt thế chứ, cả 100 triệu đúng rồi chứ. Năm nay nó mang cả ra nước ngoài nữa mà. Bán nó trong rảnh vò đúng không? Ừ. Nó đông đi xuất khẩu ấy. Dạ. Đây nó bây giờ người Việt Nam nó ở khắp thế giới. Nó gói từ thiện rồi đủ thứ cho nên là nhiều lá lắm. Việt Nam nó ở khắp thế giới mà cho nên nó đi khắp nơi. Mình nói là dòng mà mình này nghe cái vị giống như là thiên bớt lại rồi. Nhớ cho dầu nha, cho dầu cho nó mượt bánh. Ở trong này mấy năm là mình mua là đã mấy 50.000 mà có 20 lá mà năm nay không thấy nó mang vào, không thấy có. Tắt giùm được không? Còn thiếu lá còn ra tôi chặt cái quên bỏ gì. Dân trong nghề nhìn thấy là biết rồi. Đầu tiên quay thì nhìn thấy cái lá, cái dây. Quay chặt cái dây chạy mất. Không dạ. Miền Nam mình mà để vậy là coi như nó nhớt lại luôn. Dạ. Không được. Cái khí hậu nó nóng quá.
ngày xưa thì làm gì có tủ lạnh, bây giờ có tủ lạnh mà bỏ, chứ còn ngày xưa làm gì có tủ lạnh. Nên là so ra cái bánh tét này nó vẫn tiện nhất. Ai cái gì em Ngọc ấy?